Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Phần tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các bản tin chính như sau. Trung Quốc và Malaysia thiết lập cơ chế đối thoại Biển Đông. Cuba đối mặt với sự thiếu hụt nhiên liệu vì bị Hoa Kỳ trừng phạt. Tổng thống Trump tìm người thay thế John Bolton. Tòa án tối cao cho Tổng thống Trump từ chối người tị nạn Trung Mỹ. Blogger Phạm Đoan Trang là nữ anh hùng chân chính. Quý vị, để mở đầu là phần tin thế giới. Kính thưa quý khán thính giả, mở đầu là phần tin thế giới. Quân đội Venezuela tập trận gần biên giới Colombia. Quân đội Venezuela đã thực hiện nhiều cuộc tập trận dọc theo biên giới với Colombia vào thứ Ba ngày 10 tháng 9, với lý do là cần chuẩn bị để ngăn cản sự xâm chiếm của nước ngoài, dù các nước láng giềng của Venezuela chưa hề đe dọa gì về việc này. Chỉ huy lực lượng Venezuela là ông Remigio Ceballos nói rằng 150.000 binh sĩ đã thực hiện các cuộc diễn tập liên quan đến an ninh, do thám, và ngăn chặn mọi nguy cơ tấn công lãnh thổ. Lên tiếng trước các phóng viên tại phi trường ở thành phố La Fia, thuộc tiểu bang Táchira ở biên giới, ông Sebaslo nói, cuộc tập trận lần này là nhằm củng cố năng lực quốc phòng của Venezuela. Các cuộc diễn tập dự kiến sẽ kéo dài vài tuần. Tổng thống Nicolas Maduro đã nhiều lần cáo buộc rằng Colombia đang định tấn công Venezuela với sự hỗ trợ Hoa Kỳ, dù không đưa ra được bất kỳ bằng chứng gì để chứng minh. Chính phủ Hoa Kỳ lâu nay vẫn nói rằng Washington muốn giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela một cách hòa bình, thông qua đàm phán hoặc buộc Tổng thống Maduro phải rời bỏ quyền lực bằng việc sử dụng các lệnh trừng phạt. Hầu hết các nước phương Tây đều cho rằng ông Maduro là Tổng thống bất hợp pháp sau khi ông ta tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm ngoái trong cuộc bầu cử bị cho là gian lận. Tin liên quan đến Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông chặn biểu tình ở phi trường, các cuộc đối đầu tiếp diễn. Thưa quý vị, cảnh sát Hồng Kông vào hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 9 đã phá vỡ ý định cản trở hoạt động ở phi trường của phía tranh đấu đòi dân chủ, nhưng lại phải đối đầu với người biểu tình ở các trạm xe điện ngầm, giữa khi tình trạng bất ổn kéo dài từ vài tháng nay không có dấu hiệu sút giảm, ngay cả sau khi chính quyền Hồng Kông loan báo hủy dự luật dẫn độ một ngày trước đó. Cảnh sát thiết lập các nút chặn và khám xét các hành khách đi trên xe lửa và xe bus tới phi trường nhằm bắt giữ giới biểu tình. Có ít nhất hai hành khách đi xe bus bị cảnh sát Hồng Kông cầm tay bắt giữ sau khi tìm thấy mặt nạ chống hơi cay trong túi đeo lưng của họ. Theo hãng thông tấn AP, dịch vụ xe lửa tốc hành đến phi trường cũng bị giới hạn, chỉ đi từ trung tâm Hồng Kông ra phi trường và ngược lại, nhưng không dừng ở các trạm khác. Chỉ những người có vé lên phi cơ mới được cho vào khu vực phi cảng, và những người đứng lảng vảng gần một trạm xe bus ngay cạnh phi trường đã bị cảnh sát tới đuổi đi. Hàng trăm người biểu tình đã kéo đến một trạm xe điện ở khu trung trung cạnh phi trường. Họ hô các khẩu hiệu đả đảo cảnh sát vì các hành động đàn áp gây nhiều thương tích. Tiếp theo tin liên quan, nói về Trung Quốc và Malaysia thiết lập cơ chế đối thoại Biển Đông. Thưa quý vị, Trung Quốc và Malaysia đã đồng ý thiết lập một cơ chế đối thoại chung về Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc nói vào hôm 12 tháng 9, sau khi gặp Ngoại trưởng Malaysia theo tin Reuters cho biết. Malaysia từng chỉ trích quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông, nhưng gần đây không mạnh mẽ lên tiếng,
nhất là sau khi Trung Quốc đổ hàng tỷ đô la vào các dự án hạ tầng, theo sáng kiến vành đai và con đường. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị nói tại một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah rằng năm nay căng thẳng ở Biển Đông đã giảm. Các nước liên quan và Trung Quốc cam kết tiếp tục xử lý phù hợp vấn đề Biển Đông và cùng chung sức bảo vệ hòa bình cũng như ổn định tại đó, ông Vương nói theo tin Reuters. Để đạt được điều này, hai bên đã đồng ý thiết lập một cơ chế tham vấn song phương về các vấn đề hàng hải, một nền tảng mới để đối thoại và hợp tác cho cả hai bên, ông Vương nói. Gọi ông Vương là anh trai, ông Abdullah nói rằng cơ chế trên sẽ được Bộ Ngoại giao hai nước xúc tiến thực hiện. Và thưa quý vị, theo tin Reuters thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia, quốc gia vốn nợ nần chồng chất. Hai nước cũng có mối quan hệ văn hóa gần gũi. Và tin nói về Cuba đối mặt với sự thiếu hụt nhiên liệu vì bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thưa quý vị, Cuba phải thực thi các biện pháp khẩn để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trong tháng 9 vì việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách chặn các chuyến hàng chở dầu tới nước này. Chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel nói vào hôm 11 tháng 9, theo tin Reuters cho biết, đảo quốc này phải hạn chế sử dụng nhiên liệu vì tình trạng thiếu hụt, dù một tàu cung cấp nhiên liệu sẽ nhập cảng vào ngày 14 tháng 9 và một tàu khác sẽ tới vào cuối tháng 9. Ông Díaz-Canel nói trong một cuộc thảo luận bàn tròn trên truyền hình nhà nước. Ông nói rằng mọi chuyến hàng cho tháng 10 đã được bảo đảm, nên kinh tế của Cuba đã đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiền mặt kể từ năm 2015, sau khi vấp phải tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu từ đồng minh tả khuynh, đó là Venezuela. Điều đó buộc chính quyền Cuba phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Kể từ đó, chính quyền của Tổng thống Trump đã thắt chặt biện pháp trừng phạt Cuba, vốn kéo dài nhiều thập kỷ qua, nhằm buộc Cuba cải cách và từ bỏ ủng hộ đối với Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro. Sang qua bản tin nói về Thủ tướng Israel hứa sẽ sát nhập phần thung lũng Jordan tại West Bank nếu tái đắc cử. Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu vào thứ Ba ngày 10 tháng 9 đã tuyên bố sẽ sát nhập nhiều phần của vùng West Bank vào lãnh thổ quốc gia nếu ông tái đắc cử vào tuần tới. Thủ tướng Netanyahu nói, nếu tái đắc cử và có thể thành lập chính phủ liên minh, ông sẽ áp đặt chủ quyền của Israel đối với thung lũng Jordan và vùng phía bắc biển chết. Ngoài ra, ông Netanyahu cũng dự đoán Tổng thống Trump sẽ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông vào vài ngày sau khi cuộc bầu cử tại Israel diễn ra vào thứ Ba, ngày 17 tháng 9, thưa quý vị. Khi đó, thì ông Netanyahu cũng sẽ cân nhắc việc nhận chủ quyền đối với mọi khu định cư Israel tại vùng West Bank. Ông Netanyahu nói, kế hoạch hòa bình Trung Đông của Hoa Kỳ là một thách thức và cũng là cơ hội lớn cho Israel. Đây là một cơ hội để nhận chủ quyền đối với các khu định cư ở West Bank và cả những khu vực khác, vốn quan trọng với lịch sử và di sản của người Israel. Thung lũng Jordan là vùng đất rộng lớn đang bị Israel chiếm đóng ở West Bank. Nhà đàm phán hòa bình của Palestine là ông Seyyed Erekat gọi kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu là một tội ác chiến tranh vi phạm đạo luật quốc tế về các lãnh thổ bị chiếm đóng. Và tin tiếp theo liên quan đến Bắc Hàn, thưa quý vị, Bắc Hàn có thể tiếp tục đàm phán khi Tổng thống Trump sa thải cố vấn an ninh John Bolton. Theo tin từ Reuters, một viên chức Bắc Hàn, người từng gọi là cố vấn John Bolton là một kẻ cuồng chiến tranh, cho biết việc Tổng thống Trump loại bỏ vị cố vấn an ninh quốc gia là một cơ hội để tiếp tục đàm phán, giải trừ nguyên tử, và họ không phải đối mặt với một kẻ hiếu chiến, không nhân nhượng ở phía bên kia. Trước đây, ông Bolton từng đề nghị việc sử dụng lực lượng quân sự để lật đổ gia đình cầm quyền Kim. Và các viên chức Hoa Kỳ cho biết, ông Bolton chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tại Việt Nam vào tháng 2. Tổng thống Trump tuyên bố việc sa thải ông Bolton một ngày sau khi Bắc Hàn báo hiệu sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán, giải trừ nguyên tử bị đình trệ với Hoa Kỳ. Nhưng sau đó lại tiến hành vụ phóng hỏa tiễn mới nhất trong một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí tương tự, thưa quý vị.
Các nhà phân tích chính sách cho rằng, sự ra đi của ông Bolton có thể giúp cho Hoa Kỳ hồi sinh các cuộc đàm phán, nhưng sẽ không giúp mục tiêu thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí nguyên tử trở nên dễ dàng hơn. Và sau đây, tin liên quan đến Liên đoàn Ả Rập lên án kế hoạch sáp nhập khu vực bờ Tây của Thủ tướng Do Thái. Thưa quý vị, theo tin từ Reuters, các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập lên án một kế hoạch của Thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu nhằm sáp nhập các bộ phận của bờ Tây bị chiếm đóng là xâm lược, hủy hoại mọi cơ hội thỏa thuận hòa bình với Palestine. Vào hôm thứ Ba ngày 10 tháng 9, ông Netanyahu cho biết, ông dự định sẽ sáp nhập thung lũng Jordan, một vùng rộng lớn của bờ Tây bị chiếm đóng, nếu ông giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử được tổ chức sau một tuần nữa. Do Thái chiếm được bờ Tây trong cuộc chiến năm 1967. Người Palestine, những người từng ký các thỏa thuận hòa bình tạm thời với Do Thái trong những năm 1990, đang tìm cách biến khu vực này thành một phần của một quốc gia tương lai. Các bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ả Rập tổ chức một cuộc họp tại Cairo, bổ sung thêm một phiên họp khẩn cấp sau khi ông Netanyahu đưa ra bình luận này trên truyền hình trực tiếp. Nhóm nhân quyền BDS của Do Thái cho biết hiện có khoảng 65.000 người Palestine và 11.000 người Do Thái định cư ở thung lũng Jordan và khu vực biển chết phía Bắc. Thành phố chính của người Palestine là Jericho, với khoảng là 28 ngôi làng cùng các cộng đồng Beduin nhỏ hơn. Trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi gọi kế hoạch của ông Netanyahu là một tiến triển nghiêm trọng. Kính thưa quý khán thính giả, đó là những tin liên quan đến thế giới. Chúng tôi xin tạm ngừng trong chốc lát và sau một vài thông tin thương mại ngắn, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ.